Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty cổ phần âm thanh Sao Mai, Sao Mai Audio. Chúng tôi đang ở nhà thờ giáo xứ Kim Cương, giáo hạt Ngàn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hôm nay qua tìm hiểu và tham khảo các nhà thờ thì tất cả anh em bên âm thanh và cha xứ quyết định mời công ty cổ phần âm thanh Sao Mai chúng tôi về khảo sát thiết kế và lắp đặt sớm một hệ thống âm thanh cho nhà thờ chuẩn bị lễ quan thầy vào ngày 22 tháng 3 Thánh Du Xe Kiệm Bạc, có đức cha giám quản nuôi về để dâng lễ tại đây. Chúng ta đang xem hệ chúng tôi là hiện nay đang bốc, chúng tôi sẽ lắp trong nhà thờ này là 12 quả loa MA12 Bose MA12 thành 6 cây đôi. Nhà thờ thì cũng tương đối to nhưng do điều kiện kinh tế đầu tư có hạn cho nên là chúng tôi sẽ lắp đặt trong một phạm vi tiết kiệm nhất để đảm bảo được cái chất lượng của hệ thống âm thanh. Bên trong nhà thờ giáo xứ Kim Cương. Nhà thờ cũng tương đối rộng. Đi tổng là 10 gian nhỏ, mỗi gian tầm 4 mét. Có trần bằng gỗ vòm. Thì chúng tôi bắt đầu là hôm nay là ngày thứ hôm nay là thứ tư. Hôm nay là ngày thứ tư, chúng tôi sẽ lắp và cố gắng lắp đặt trong vòng ngày hôm nay là cơ bản xong. Trước khi sáng thứ năm thì sáng mai chúng tôi sẽ hoàn thiện đầy đủ để chúng tôi còn sẽ trở về nhà thờ chính tòa Hải Phòng để chuẩn bị cho phục vụ cho hỗ trợ giáo phận trong ngày lễ truyền chức tại nhà thờ chính tòa. Sau đó chúng tôi trở về đền Thánh Đại Đồng để hỗ trợ truyền âm thanh, điều khiển cho âm thanh cho đền Thánh Đại Đồng ngày lễ truyền chức của giáo phận Bùi Chu. Xin bây giờ chúng tôi bắt đầu vào công việc. Xin hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.